Hello mọi người. Hello. Có ai ở đó không? Hello mọi người, thì hôm nay chúng ta đang có chương trình sống thấy ai ta? Hôm nay chúng ta đang có chương trình ưu đãi của tập đoàn Roto là sản phẩm collagen Blossomy nè, viên uống sáng da Dina và viên bổ mắt, rồi Aqua Free, rồi có thêm một số sản phẩm của họ nữa, cho nên là nó muốn làm cái livestream này để share với mọi người những cái công dụng để cho mọi người chọn đúng nha. Hello mọi người, ai vô rồi thả tim giúp ta để nó biết nè. Thì là đợi nó chút nha, nó lấy cái sản phẩm. Thì đây là cái lọ Blossomy, thì nó có 3 loại. Có nè, chào Na, em chào chị. Cái này á, là nó có 3 loại khác nhau á mọi người. Nó có loại Blossomy yến màu trắng này. Có Năng đang ngồi trước cửa, không biết nó có bị chói quá không mọi người ha. Cái này là có 3 loại nha, có Blossomy yến nè, có cái này có màu tím và thêm cái loại màu hồng nữa. Thì để Na giải thích cho mọi người mọi người là tại sao mà Na dùng cái này nha. Thì Na dùng cái của Blossomy là khoảng 5 năm rồi. Ngày xưa là Na dùng cái màu hồng á mọi người. Sau đó thì là Na đổi qua cái màu trắng này khi mà họ đổi cái dòng cao cấp này hơn. Thì cái này á là của tập đoàn Roto. Đầu tiên là tại vì sao Na sử dụng trong thị trường có rất là nhiều loại collagen mà Na uống của Blossomy, là tại vì đầu tiên nó là của tập đoàn Roto, nó cực kỳ uy tín. Và cái thứ hai thì là vì Na rất là thích công thức của cái dòng này á mọi người. Na đang uống nó hàng tối luôn, và chồng của Na cũng uống chung với Na luôn đó mọi người. Thì công thức của nó có gì đặc biệt, Na share cho mọi người luôn. Thì ở trong đây á là có collagen thủy phân 1500 mg. Thì cái collagen này là collagen phân tử nhỏ, cho nên là mình có thể hấp thụ vào cơ thể và không có cần thời gian đào thải, cho nên là mình có thể uống xuyên suốt và không có cần ngưng. Cái thứ hai cái này là collagen đến từ cá nha mọi người, cho nên nó sẽ giúp đẹp da. Còn ví dụ như collagen mà tới từ bò chẳng hạn thì nó sẽ giúp hỗ trợ cho xương khớp của mình, còn cái này sẽ giúp đẹp da. Ngoài ra trong cái collagen này là nó có tới 50 mg yến. Thì ngày xưa là Na hay ăn yến mỗi tối, nhưng mà từ ngày mà Na sử dụng cái collagen này thì Na không có cần ăn yến nữa. Đó, nó có 50 mg yến sạch, cho nên nếu mà mình uống mỗi ngày á là mỗi tuần mình có tới 350 mg yến. Ngoài ra là trong đây còn có curcumin. Curcumin là một cái tinh chất mà nó ở trong cái củ nghệ mà người, nó không phải là tinh chất nghệ, mà trong một tấn nghệ thì nó sẽ có 1-2% curcumin. Thì đây là một cái chất rất là quý ở trong nghệ mọi người. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho bao tử của mình và nó sẽ hỗ trợ cho cái da của mình nó hồng hào hơn. Thì đây là lý do mà Na dùng cái sản phẩm này, tại vì bao tử của Na rất yếu mọi người. Và thật sự mọi người cũng thấy là Na không có nhận tiền quảng cáo bất kỳ brand nào cả, tại vì là Na uống cái này, thật sự là Na uống cái này và Na trung thành với nó, cho nên là Na không có quảng cáo, không có hôm nay nói là Na uống cái này, ngày mai Na uống cái khác, chắc mọi người cũng biết rồi. Na uống cái gì thì Na share với mọi người là chính cái sản phẩm mà Na uống. Thì đây là cái sản phẩm mà Na đang uống, thì nó sẽ màu vàng vàng tại vì trong đây có tinh chất nghệ, và trong đây còn có lactium để giúp cho mình ngủ ngon hơn đó mọi người. Thì cái em này là uống buổi đêm nha mọi người, trước khi đi ngủ tầm 30 phút thì mình sẽ uống cái collagen này. Đó, thì share với mọi người như vậy. Nó cũng đắt á, cho nên là mình đợi những cái chương trình ưu đãi như vậy thì nó sẽ đỡ hơn. Hoặc là thật sự là nếu mà mọi người muốn tìm một cái collagen rẻ hơn đó, thì là mọi người có thể uống cái màu hồng của cái brand này. Cái vị là Na thấy dễ uống nha. Vị thì chắc là tùy mọi người, không có nóng, không có nổi mụn, không có mập gì cả, tại cái hàm lượng calorie rất là thấp. Muốn mua như thế nào thì ở dưới comment chị có để cái link á, để mọi người có thể mua. Cái này mình mua là trực tiếp từ tập đoàn Roto. Mình uống cái này là bằng chai thủy tinh, mình uống 10 lọ thì là mình có thể trả về cho cái tập đoàn, gửi về 37 Tôn Đức Thắng của họ, đó là cái trụ sở tập đoàn của họ, và họ sẽ gửi lại cho mình một chai mới. Thì cứ 10 chai cũ rồi mình sẽ gửi lại một chai mới. Bị u nang u sơ thì dùng được không? Thì chị nhớ, em không biết xưng em hay xưng chị, thì em nhớ là em có hỏi dược sĩ bên đó thì nói là dùng được, nhưng mà mình check với bác sĩ cho chắc ăn nha, tại vì những cái liên quan tới bệnh thì em cũng không dám tư vấn tại em không phải là bác sĩ á chị. Đó,
Thì cái này cái này là của tập đoàn Roto. Đầu tiên nó rất là uy tín và người ta cũng nghiên cứu rất là lâu năm trước khi ra sản phẩm này á mọi người. Và khi mà uống xong thì mình có thể gửi cái vỏ tới tập đoàn Roto để họ tái chế, và mình họ sẽ trả lại cho mình một cái chai mới á mọi người, thì là coi như là mình được giảm thêm 10% và nó cũng không ảnh hưởng tới môi trường nha mọi người. Đó thì đây là cái collagen mà nó uống hơn 5 năm rồi. Ngày xưa là nó uống cái màu hồng, nó có share với mọi người, sau rồi nó đổi qua cái màu trắng khi là cái loại yến là cao cấp hơn. Không cần phải ngưng, mình có thể uống liên tục luôn. Rồi bây giờ nhiều người hỏi Na câu hỏi này và Na sẽ trả lời rất thật lòng cho mọi người luôn nha, là uống bao lâu thì mình sẽ thấy kết quả. Na nói thật mọi người xem cái da của Na đi, là Na không có xài filter. Bây giờ Na chỉ có mọi người xem cái da của Na đi, thì Na đã dưỡng da rất là kỹ luôn đó mọi người, cho nên là da Na cũng khá, so với tuổi là khá là đẹp đúng không? Thì Na uống vô cái này Na không có thấy là nó đẹp hơn, thật sự là như vậy. Nhưng mà Na vẫn uống, tại vì Na biết là càng lớn tuổi thì cơ thể của mình sẽ bị hao hụt collagen á, cho nên là mình uống để bổ sung collagen để giúp cho mình trẻ lâu hơn đó. Ví dụ 10 năm sau mình vẫn được như thế này, hoặc là mình chỉ xấu hơn một chút xíu thôi chứ không có bị sập sệ quá, thì đó là lý do mà Na dùng. Và cái lý do thứ hai là trong đây là có curcumin, Na bị bao tử rất yếu. Mỗi lần mà Na uống cái này vô là bao tử của Na êm hẳn luôn. Ví dụ Na đang bị đau bao tử nên chỉ có uống một chai thôi là Na sẽ thấy là nó bớt ngay luôn. Và nhiều người nói là uống cái này rồi thì là mình sẽ ngủ ngon hơn đó. Nhiều người thấy cái việc đó, nhưng mà Na thì thấy cũng bình thường, tại vì Na là một người rất khó ngủ nha mọi người, thì Na thấy uống vô thì nó cũng bình thường, ngủ bình thường đó. Thì tùy vào cái mọi người có thấy như thế nào, nhưng mà Na cũng chia sẻ rất là thật lòng như vậy. Thì Na dùng là để nó về sức khỏe lâu dài. Sức khỏe lâu dài có thể mình chả thấy được ngay, nhưng mà mình tin là nó sẽ giúp mình trẻ lâu hơn. Và đầu tiên và ngoài ra là nó có curcumin, thì rõ ràng là nó thấy nó hỗ trợ bao tử rất là rõ ràng luôn. Thì cái điểm đó là lý do vì sao mà Na dùng collagen của brand này, chứ thật ra là collagen của Amo Pacific cũng tốt đó mọi người, nhưng mà Na dùng cái này là vì nó có curcumin đó mọi người. Đó thì Na cũng chia sẻ rất là thật lòng với mọi người như vậy ha. Thì cái em này với lại cái em màu tím khác nhau cái gì? Cái em màu tím á là không có, cái em màu tím thì uống vô mình sẽ thấy là mình an thần hơn và mình ngủ ngon hơn thật. Đây. Thì trong đây á là cái màu tím này á là nó khác cái màu trắng ở một chỗ là trong đây có hoa cúc đó mọi người. Trong đây có hoa cúc, có táo đỏ để Na coi. Trong đây là có mật ong nè, có táo đỏ nè, có, đợi Na đọc cho mọi người nghe nha. Trong đây là có collagen cũng là 1500mg nè, có hoa cúc nè, có táo nhân nè, có lactium nè, có curcumin luôn nè, có artiso đỏ nè, có B6 và B1. Thì cái này trong đây nó sẽ giúp cho mình an thần. Ôi sao mũi con đang ngứa ghê. Cái này sẽ giúp cho mình an thần và ngủ ngon hơn cho những bạn nào mà kiểu như là bị hay bị stress á, và cần an thần hoặc là khó ngủ á, thì là có thể sử dụng cái này nha. Thì nếu mà và cái này đang có sale rất là đậm luôn, là mua 1 tặng 1 á, có chương trình mua 1 tặng 1, tại vì hạn sử dụng là 11 tháng. Thì mọi người hãy vào xem, và có cái deal là mua 3 hộp tặng 3 hộp luôn đó mọi người ha. Thì mọi người vào xem cái deal đó nha. Đang mua 1 tặng 1 cho nên là cái deal này ưu đãi rất là tốt luôn, và trong đây cũng có curcumin luôn đó mọi người nha ha. Thì đang có chương trình của Roto thì mọi người vào nha. Rồi để Na share với mọi người cái viên uống bổ mắt luôn. Cái viên bổ mắt của Roto, đợi Na chút nha, Na lấy viên uống đẹp da. Đúng rồi, ok, để Na nói. Cái này là viên uống làm sáng da nè. Thì ngày xưa là Na không có xài cái viên này, Na mới uống cái viên này là khoảng 2 năm, còn collagen là Na uống được 5 năm rồi. Thì Na sử dụng cái viên này á là tại vì đầu tiên là nó có glutathione, nó sẽ giúp chống oxy hóa cho cơ thể của mình, và đồng thời là thải độc cho cơ thể á, thì đó là nguyên nhân chính mà Na sử dụng cái em này. Và tác dụng phụ của nó là nó làm sáng da mọi người, và Na thấy là da của Na thật sự sáng lên. Tại vì hồi xưa khi mà Na mới xài, Na nhớ là Na phải đổi phấn á, Na đổi cái cushion sáng lên, tại vì Na đang đánh, tại vì khi mà da của mình sáng lên từ từ, nó không phải là sáng như kem trộn mà người uống xong kêu sáng rực lên, nó không có phải như vậy. Nó sáng lên khoảng tầm nửa tông á, thì và những cái đốm nâu trên da Na thấy cũng mờ bớt, thấy da của mình đều màu hơn. Thì khi mà Na dùng cái này á
là tự nhiên Na nhớ là mấy tuần sau cái Na phải đổi cái phấn, tại vì Na thấy cái phấn của Na nó bị đen so với da của mình, thì lúc đó Na mới nhận ra là mình có sáng lên đó mọi người. Chứ bình thường mình soi gương á hả, mình thấy mình hàng ngày cái trắng lên có một chút xíu mình cũng khó phân biệt lắm á mọi người, cho tới khi mà nó đạt tới cái mức kiểu sáng rồi mình mới thấy ô đúng là mình có sáng lên. Thì đó, nhưng mà cái lý do chính mà Na uống cái này á, là ngoài cái tác dụng làm sáng, làm phụ làm sáng đi, thì đó là một tác dụng phụ tốt, nhưng mà thật sự nó uống là vì nó chống oxy hóa cho cơ thể và nó giúp thải độc. Thì ngày xưa người ta phát hiện cái em này làm sáng da là tại vì những cái bệnh nhân ung thư không có người ta yếu quá, người ta không có thể thải độc được cho cơ thể, thì bệnh viện mới truyền cái này vô cơ thể của họ để giúp cho họ thải độc. Thì lúc đó mới phát hiện là những bệnh nhân này có một cái tác dụng phụ là trắng lên, thì lúc đó người ta mới biết là cái tác dụng phụ của cái em này đó là làm sáng da mọi người. Thì người ta mới sử dụng cái này, thì dùng lâu dài không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe luôn, không có hại gan hại thận, nó thải độc cơ thể mà. Thì mọi người cứ tìm hiểu về cái thành phần glutathione rồi mọi người tìm hiểu kỹ rồi xong mọi người uống. Còn Na là trước khi mà uống cái này Na cũng đọc rất là lâu, đọc tài liệu rất là lâu rồi Na mới quyết định dùng á mọi người. Thì cái này cái liều của nó là 4 viên hàng ngày, 2 sáng 2 tối nha. Khi mà mình uống quen rồi thì là mình có thể sử dụng giảm liều còn 2 viên, nhưng mà khi mà mới uống á mọi người có thể uống 2 sáng 2 tối. Nhưng mà nếu mà ai mà cơ thể mà kiểu như là rất là bự con thì maybe là Na nghĩ là nên tăng liều một chút xíu á. Cái viên sáng da là bao nhiêu? Na nhớ là 1 triệu mấy á, cũng mua 2 tặng 1 đó mọi người. Na có cái chương trình là mua 2 tặng 1, 1 triệu 9 hay gì á. Na không nhớ chính xác cái giá nha mọi người. Ha, thì đang có ưu đãi là mua 2 tặng 1 là giống như giảm 33%. Ha, thì cái này mỗi hộp như thế này là mình uống được 15 ngày nha. Mỗi hộp như này là 60 viên, mà mỗi lần mình uống là uống mỗi ngày mình uống là 4 viên, mọi người nhớ uống đủ liều nha. Ha, đó. Thì share với mọi người như vậy thì nó là thải độc cho cơ thể, nó là chất glutathione, mọi người có thể tìm hiểu về cái thành phần trước khi uống. Ở trên thị trường thì có rất là nhiều glutathione luôn, nhiều brand có lắm mà Na không có dám uống. Na chỉ có dám uống của những cái tập đoàn uy tín như là Roto thôi mọi người. Còn kiểu như là mấy cái viên mà người ta cam kết này nọ, quảng cáo này nó không có tin, nó không dám. Tại vì những cái sản phẩm mà mình uống vô cơ thể của mình á, là mình phải cực kỳ cẩn thận, mình phải tìm những cái nguồn rất là uy tín. Còn nếu không thì Na không dám uống á mọi người. Đó. Thì rồi ngoài ra đợi Na chút nha, Na xem mọi người cái này. Ngoài những thực phẩm với uống thực phẩm chức năng, chị Na có can thiệp gì không mà đẹp dữ vậy không? Vậy hả? Chị đẹp dữ vậy đó. Chị không có mổ xẻ gì trên cơ thể của chị hết. Chị chưa có làm thẩm mỹ gì mặt mũi là tự nhiên. Nhưng mà chị có làm laser và mắt của chị là bị thâm quầng á em. Và nó hơi trũng thì là chị có can thiệp filler để cho nó đầy lên. Và trước khoảng mấy tháng trước thì chị có căng chỉ á, tại vì là Na không có thể những cái sản phẩm bôi thoa này nọ, mình không có thể là nó có thể làm cho mình da đẹp, nhưng mà nó cái độ sệ của cái da bây giờ là 39 tuổi rồi mà chắc chắn là sẽ có cái độ sệ, cho nên là Na phải căng chỉ để cái chỗ này nó bớt sệ này. Hồi trước là nó sệ hơn chút, mọi người sẽ thấy nó sệ vậy nè, bây giờ nó căng lên một chút. Đó là share với mọi người như vậy. Hoặc là những chị nào mà bị má hóp này nọ thì là mình có thể tiêm filler cho đầy lên đó. Phải kể cho mọi người nghe cái này là 4 ngày trước Na peel da ở tại spa của Na, peel da nồng độ cao 30% của Dermalogica, cái đó không xài được ở nhà, cái đó phải peel ở spa. Trời mẹ ơi, nó đẹp vãi luôn, cái da nó láng mà nó mượt. Trời ơi, những cái khách mà tới peel ai cũng khen nó láng, nó mượt, xong rồi nó sáng hơn đó mọi người. Xong rồi về nhà dưỡng ẩm xong nó đã thật sự luôn á. Cái nếu mà mọi người muốn thử cái liệu trình peel da đó, mọi người tới spa của bên Na nha. Bên Na sử dụng cái peel của Dermalogica, cái loại mà peel chuyên nghiệp chỉ có dành trong spa, không có xài ở nhà. Cái loại ở nhà là 15%, còn cái loại này là 30%. Mà nó phải có cái chức năng phục hồi nữa chứ peel không á thì là nó sẽ khô da mọi người. Chị Na nó đẹp vãi thật sự. Trời ơi, nó đẹp mà nó láng, trời ơi, nó đã thiệt sự luôn đó. Nó rờ cái da của Na, Na thấy nó đáng. Sao em thấy thị trường filler có chỗ 2,5 triệu một cc, trời ơi. Em ơi, 2,5 triệu một cc á là còn không có bằng cái giá gốc mà mua chính hãng nữa em. Thì chị không biết người ta tiêm cho em cái gì luôn á, thật sự luôn.
Đây mọi người ơi, thì hôm nay đang có cái những cái phần tiêm chích, mình đừng có ham rẻ thật sự luôn. Lát nữa đang kể cho mọi người nghe câu chuyện này, hoặc là để nó rảnh nó viết ra cho mọi người. Đây, cái này là viên bổ mắt của Roto nha. Cái viên này thì nó sẽ làm cho những bạn nào mà không xài cho những bạn dưới 18 tuổi nha. Cái này chỉ sử dụng cho những người mà trên 18 tuổi thôi, và không sử dụng cho phụ nữ mang thai nha mọi người. Cho con bú thì sử dụng ok, nhưng mà không dùng cho phụ nữ mang thai và dưới 18 tuổi. Cái này trên 18 tuổi mới sử dụng. Cái này là viên bổ mắt dành cho những người mà mắt bị yếu, mắt bị mờ mờ, mắt kiểu như hay bị hoa mắt, hoặc là hay ra nước mắt sống, hoặc là hay bị khô mắt á, thì là mọi người có thể sử dụng cái này nha. Thì cái này á, là đang có ưu đãi là mua 2 tặng 1. Cái này là nhập khẩu trực tiếp từ Nhật về. Và đây là viên mà thật sự nhiều người khen lắm luôn đó mọi người ha. Cái này là rất rất nhiều người khen, và cả nhân viên của Roto, Na quen nhiều người bên đó lắm, họ đều khen cái sản phẩm này. Và họ nói với Na là mỗi lần mà có sale nội bộ của công ty Roto là họ đều đi mua cái sản phẩm này á, tại vì nó rất là hiệu quả luôn. Nhân viên của Na, cái bạn trợ lý của Na mà hay livestream với Na cũng sử dụng cái này luôn. Bạn mắt của bạn ngày xưa là mổ cận thị á, xong rồi bây giờ là hay bị khô mắt, và mắt bạn nhìn máy tính nhiều hay bị mỏi á, thì là bạn uống cái này bạn nó rất hiệu quả luôn. Thì đó, thì nếu mà mọi người muốn tìm một cái viên bổ mắt mà hiệu quả, mọi người thử cái này nha. Cái này là của tập đoàn Roto. Đây, clinic thì hiện tại chưa có chương trình đó chị. Để Na nhớ là chừng nào có chương trình, chắc là tháng 12 có thể sẽ có đó. Đây nha mọi người, thì cái sản phẩm này là một cái sản phẩm viên uống bổ mắt mà rất là tốt, cho nên là nếu mà bạn nào muốn uống thì là có thể thử để Na đọc công dụng nha. Nó là bổ sung lichen và siasatin, là hỗ trợ bảo vệ mắt, duy trì thị lực, giúp giảm nguy cơ thiếu thoái hóa điểm vàng và giúp cho đôi mắt sáng khỏe. Na rất là muốn uống cái này luôn á, mà tại vì Na khi mà Na nghe ngày xưa Na quen với chị dược sĩ là chị Hạnh á, chị làm bên nó 20 mấy năm, mà bây giờ chị đi Mỹ rồi chị không làm nữa. Nhưng mà Na nghe chị nói về thành phần này Na muốn uống luôn, nhưng mà tại vì bình thường cái Na uống Vindina rồi dầu ăn thảy chiều rồi collagen rồi, cho nên không uống cái này nữa, tại vì Na cũng quên á. Chứ Na dùng cái này thì Na rất là muốn xài, nhưng mà tại vì Na uống nhiều thứ quá cho nên Na không có uống nữa. Nghe Na tư vấn thì sản phẩm nào cũng muốn mua nha. Viên bổ mắt là em nhớ là 500.000 một hộp hay gì đó, mà mua 2 tặng 1 đó chị. Trong cái link mà em để dưới comment là đang có giá ưu đãi là mua 2 tặng 1 đó. Cái này chương trình của mình là chương trình tốt nhất ở trên thị trường rồi. Mình sẽ không có cái chương trình nào tốt hơn đâu mọi người. Đặng Thu Hường chị cũng không biết, em có thể inbox cho sổ chị số điện thoại, chị sẽ báo với dược sĩ ở bên đó tư vấn cho em nha. Chứ chị Na cũng, chị cũng không có, chưa bao giờ nghe ai nói về cái tình trạng đó luôn á. Da nếm nám có nên peel da không em? Dạ cũng peel được, nhưng mà mình peel xong thì mình nên, mình phải chống nắng rất là kỹ á. Thật ra peel nám không có trị bằng peel da được, trừ khi mà nám nằm trên bề mặt da. Còn đa số nám á, là nó nằm ở cả 3 tầng da, thì peel nó sẽ có thể là hỗ trợ những cái nám ở trên bề mặt thôi. Chứ nám sâu dưới da là mình phải bắn laser á. Chị đang xài son dưỡng của Shua Shu, màu số mấy ra, hình như màu số 54 hay gì á. Căng, dạ căng chỉ mình có thể làm ở DU Medispa bên em. Ba loại collagen trên link tỷ Na gửi tác dụng khác nhau gì hả Na ơi? Dạ collagen thì tác dụng nó giống nhau hết, trừ là cái yến á. Đâu rồi? Cái yến thì nó có bổ sung thêm yến, nó sẽ làm đẹp da của mình. Và trong đây là có curcumin để mà giúp hỗ trợ bao tử, và lactium để giúp cho mình ngủ ngon hơn. Còn cái thảo dược này nè là nó sẽ an thần, tại vì trong đây là có hoa cúc, rồi có táo đỏ, rồi là có những cái thành phần để mà hỗ trợ giúp cho mình ngủ ngon hơn đó mọi người nha. Dạ rồi bây giờ có cái sản phẩm nào nữa ta? Còn rồi viên giải cái thuốc cái nước giải rượu, thì đây là có cái nước giải rượu Aco Free nè, thì trong đây là có thành phần chính là atiso á mọi người. Thì là nó sẽ thải độc gan, và nó sẽ
giảm cái cảm giác khó chịu sau khi sử dụng rượu bia thì Na đi uống với bạn bè của Na xong về Na uống cái này Na cũng bớt nhức đầu á mọi người. Thì cho những chị nào mà có ăn hay đi uống rượu hoặc là bản thân mình lâu lâu thích nhâm nhi vài ly mà với bạn bè mà về mình sợ nhức đầu hoặc là mình sợ bị tác hại của rượu á, thì là mình có thể sử dụng cái này, tại vì là nó sẽ giảm cái gì từ rượu là nó để nó nói con nó nhớ là nó nói đúng không, tại nó viết bài thì nó nhớ thông tin, đến khi mà nó nói thì là nhiều khi nó không nhớ rõ. Là từ rượu nó sẽ có một cái chất độc gọi là aldehyde, đúng không mọi người, nó nói đúng không, thì là nó sẽ giúp giảm thiểu cái chất đó. Ủa anh đi đâu vậy anh? Đó thì trong đây là chiết xuất từ 100% là atiso. Thật ra mọi người có thể nấu nước atiso để uống á, nhưng mà cái nước atiso đó cái hàm lượng nó sẽ không đủ. Còn đây chai này là atiso cô đặc á, thì là trong mỗi chai nó nhớ là có cả mấy chục bông hay là 100 bông atiso gì ở trong này á mọi người. Cho nên là nó cô đặc hơn á, thì khi mà mình nấu nước uống thì nó không có đủ. Nhưng mà bình thường nếu mà mọi người uống nước atiso hàng ngày nó cũng sẽ thải độc gan á. Đó thì mình cũng đang có chương trình là mua 2 tặng 1 cái này nha. Na ơi, da dễ kích ứng có dùng được retinol không? Dạ cái dễ kích ứng thì cũng xài được, nhưng mà mình có thể tìm những cái retinol dịu nhẹ. Ví dụ như mình có thể sử dụng retinol của Murad hoặc là retinol của Kiehl's á, thì là mình có thể, hoặc là cái bộ tím của AHC á, thì mình có thể thử trước. Còn nếu mà mình ổn thì mình có thể tăng lên 0,5%. Đó thì mình cứ thử từ từ thôi, chứ em cũng không biết là có xài được không, tại tùy người á, có người kích ứng rất là nhiều, có người kích ứng vừa vừa thôi thì maybe cũng xài được á. Nhưng mà đa số những cái mỹ phẩm ở trên thị trường là người ta trước khi ra thị trường người ta đã nghiên cứu cho những người bị kích ứng, những người bị kích ứng vừa vừa chứ không phải là kích ứng mạnh, thì là hầu như tất cả các mỹ phẩm là đều dùng được cho da nhạy cảm. Nhưng mà những người mà da nhạy cảm quá là sẽ dùng những cái dòng chuyên dành cho da nhạy cảm thôi. Đang dùng retinol cấp hiệu da bằng Drunk Elephant được. Được, nhưng mà em không nên xài chung trong một ngày ấy. Nó dễ bị kích ứng. Bình thường da của Na là xài retinol quen rồi, mà Na cũng không cấp hiệu và xài retinol chung một ngày ấy, tại Na sợ là bị kích ứng đó mọi người. Viên bổ mắt hai hộp, dạ chị Chi ơi, có cái link ở bên dưới chị có thể vào mua. Có cái link ở dưới comment em để. Dạ em thấy Viên uống đi Na. Điều 2 và 1 đều là để liệu trình 3 tháng, vậy là bao nhiêu hộp là đủ liệu trình? Thật ra là liệu trình 3 tháng có nghĩa là mình uống 3 tháng là mình sẽ thấy kết quả. Nhưng mà mình nên duy trì á em, chứ mình không có ngưng. Tại vì mình ngưng thì đương nhiên da của mình nó sẽ quay về như cũ á. Nếu chọn giữa First Care và nước thần thì chọn cái nào trời, sao khỏi khó gì trời. Không biết, Na thích cả hai, Na nói thật lòng luôn á. Na không biết nữa, nhưng mà Na hay xài First Care. Na nghĩ maybe là First Care. Collagen bao nhiêu vậy bạn? Dạ lọ collagen là em nhớ là 900 mấy chục nghìn một lọ. Thì đang có là mua 2 tặng 1 nha chị. Đó thì chia sẻ với mọi người rồi. Bây giờ đi chia sẻ qua làm đẹp nha. Thì là share với mọi người những cái mà nhiều người cứ hỏi, mà Na cũng không có nhiều thời gian để livestream để tâm sự với mọi người á. Thì nhiều người cứ hỏi, thì chân mày của Na là chân mày Na full nha mọi người. Na full từ năm Na lần đầu tiên Na full là từ năm Na 19 tuổi á. Xong rồi là Na đã xóa rồi làm lại nhiều lần lắm rồi. Thì lần cuối cùng Na làm là ra cái dáng này. Cái này Na làm ở bên DU Medispa bên Na nha mọi người. Đây, thì cái chân mày Na là chân mày full. Na rất là hài lòng với cái chân mày của mình. Tại vì là cái dáng nó tự nhiên á. Nhiều người cũng không biết là Na full chân mày, cứ tưởng là Na vẽ á mọi người. Đó thì Na không muốn là nó đậm quá, tại nó đậm quá Na không muốn mặt của mình nhìn dữ á. Thì đó là chân mày. Còn cái mắt của Na là Na có full mỡ tròng ở bên trong đó mọi người. Na có full mỡ tròng ở bên trong nè. Thì mọi người khi làm á, bây giờ không có ai full ở trên nữa đâu mọi người, tại nó quê, với lại nó làm cho cái mí của mình nhỏ lại. Và lỡ may mình đổi ý thì là cũng khó. Đó cho nên là bình thường là người ta chỉ có full bên trong thì nó sẽ tự nhiên hơn, mình không trang điểm nhìn mình vẫn đẹp. Rồi cái này là Na vẽ thêm một chút xíu cái đuôi nè. Đó, từ ngày mà Na đổi cái cách trang điểm thì Na thấy mắt của ta Na nhìn nó to hơn, cái mí của Na nhìn to hơn, chứ Na không có phẫu thuật thẩm mỹ, Na chưa có làm. Na nghĩ mai mốt Na phải làm á, tại cái mí của Na là cả gia đình của Na là mí sẽ bị sụp á, cho nên là Na sẽ làm, nhưng mà Na chưa có làm. Mai mốt có thể là khi mà sụp quá Na sẽ cắt cái này nè. Đó, nhưng mà giờ chưa có làm gì cả.
nhưng mà nó có phun mí ở bên trong đó. Còn môi của nó thì nó có phun đó mọi người, nó phun mấy năm trước ta chưa có làm lại. Lần cuối cùng nó phun là cũng ở bên DU Medispa bên Na, thì bên Na làm thuốc là nó biết là nó an toàn rồi, và nó rất là các bạn cũng làm tự nhiên cho Na. DU dạ có chị, nhưng mà chị đang hỏi về liệu trình nào á, phun đau không? À mọi người ơi, ngày xưa là xăm là rất đau nhưng bây giờ không có đau. Bây giờ cái kim nó nhỏ hơn, với lại người ta không có làm sâu như là mình làm đâu, à như là ngày xưa đâu, cho nên nó không có đau. Nó nói thật đó, có nhiều khi á hả, có nhiều khách nó thấy làm rồi nằm ngủ luôn, nó không biết gì luôn, nó nói thật. Mà nó còn không có sưng, ngày xưa là đi xăm môi là kiểu như là nó xăm nó sưng chù dù á, bây giờ không có như vậy. Bây giờ là kiểu như ra nhìn bình thường giống mình tô son, xong mấy ngày sau thậm chí nó không có bong, nó cứ nhạt từ từ, xong rồi nó ra đúng cái màu mà mình muốn. Phun môi thì phải làm mấy lần, thường thường là 2 lần cho nó đều em, chứ không có mình làm một lần, tại vì không ai đảm bảo được cái không ai biết được cái da của mình nó sẽ đáp ứng như thế nào theo từng vùng á, cho nên là bình thường là phải làm 2 lần á. Kem trị tàn nhang thì là có của Murad á em có thể thử cái serum trị nám của Murad, ngày xưa chị bị nám mà chị dùng cái đó. Bên chị có nhánh mí không? Chưa có, là bên chị không nhánh mí. Phun môi có cần ăn kiêng gì không? Thật ra là các bạn vẫn cứ nói là nên kiêng kiểu như là thịt bò hay gì đó, rồi là rau muống này nọ. Na làm bao nhiêu năm nay Na chưa từng kiêng, nhưng mà có thể là vì cơ địa của Na rất là lành á, Na không có kiêng gì cả, Na vẫn ăn uống bình thường luôn. Nhiều người thì người ta khuyên là mình nên uống nước thơm để cho cái màu nó lên nó đẹp hơn á, nhưng mà Na không có làm theo, Na cứ bình thường thôi thì Na vẫn thấy ok á, nhưng mà mọi người kiêng thì có lẽ là nó sẽ tốt hơn á. Nghe chị nói mà mong mở Hà Nội quá. Thật sự là Na không, mỗi lần mở một cái clinic như vậy á là phải đầu tư rất là nhiều tiền, cái đó là đầu tiên. Cái thứ hai là mình phải đảm bảo được cái chất lượng á, vì làm dịch vụ cho dù mà Na quản lý rất chặt rồi, Na tìm được bác sĩ rất giỏi rồi, thì đôi khi nó cũng sẽ có những cái trường hợp mà da người ta không đáp ứng nè, rồi là nó cũng sẽ làm không có được như ý chẳng hạn. Thì mặc dù ở đây là Na theo dõi rất là sát luôn á, mà đôi khi cũng sẽ có những trường hợp như vậy á, cho nên là khi mà mở một cái clinic, trách nhiệm của mình lớn lắm luôn đó mọi người. Trách nhiệm mình lớn, đầu tư đã cao rồi, trách nhiệm mình lại rất là lớn nữa. Cho nên là nếu mà Na mở Hà Nội có nghĩa là Na phải ra Hà Nội rất thường xuyên luôn, phải bay rất là nhiều luôn. Rồi là lỡ mà không có khách á, là mất rất nhiều tiền luôn. Tại vì cái chi phí đầu tư mọi người cũng biết là nó lớn, một cái máy laser là mấy tỷ rồi. Thì chi phí đầu tư kiểu như mà đây đâu phải một cái máy laser, có cả đống máy luôn. Thì đầu tư đâu có, không có dưới chục tỷ á mọi người. Cho nên là nó cũng làm cho Na suy nghĩ rất là nhiều luôn á. 2 lần xăm môi là cách nhau bao lâu? Thường thường là trong vòng 1-2 tháng, là 1 tháng là mình đi dặm lại chị hay em gì đó, 1-2 tháng là mình sẽ đi dặm lại mọi người nha. Thì một trong những điều mà Na cảm thấy là Na làm mà đúng đắn, liệu trình mở hộp, liệu trình collagen là mấy hộp vậy Na? Dạ mình uống xuyên suốt cho đến khi mình hết tiền thôi chị. Nếu mà mình còn tiền là mình càng nên uống, tại cái này không có phải ngưng, nó không có cần thời gian đào thải á. Có những cái loại mà phân tử lớn thì có thể là cần thời gian đào thải, nhưng mà cái này không cần thời gian đào thải á mọi người đó. Xin tên son, chị nói là son dưỡng của Sua Su, còn má hồng là của NARS, nó xài nhiều năm rồi đó. Thì đăng hồi nãy đang nói tới cái gì, những cái điều mà đúng đắn nhất mà Na làm là đầu tiên là Na trịt lông á mọi người. Ở đây chắc không có đàn ông đúng không, Na dơ nát cho mọi người xem. Mọi người ngày xưa nách của Na cũng không có sáng như bây giờ, nhưng mà khi mà Na trịt lông xong thì mọi người xem nè, cái nách của Na là gần như là không có nét vết thâm luôn á, đúng không mọi người? Đó là cái nách của Na rất là sáng. Thì là Na trịt lông xong là bao nhiêu năm nay rồi không có mọc lại luôn á. Có một số người thì không biết sao lâu lâu có mọc lại vài cọng xong người ta phải đi dặm, nhưng mà của Na là nó chưa bao giờ mọc lại luôn á. Và ngày xưa Na nhớ là Na làm có mấy lần nè, kiểu 5-6 lần gì đó, thì Na không có lông nách của Na là trịt xong rồi nó sáng và nó cũng không có mùi á.
kiểu nó cũng giảm cái vấn đề đó. Nhưng mà xịt lông nách là một cái điều mà cực kỳ đúng đắn luôn, nó rất là sáng da. Rồi tay chân của Nam sau khi xịt lông xong á, là nó rất là mịn màng luôn, da của Nam rất mịn màng, cho nên là khi mà mình thoa lotion lên nó rất là mịn màng. Rồi là cái vùng bikini thầy Na xịt lâu rồi, bây giờ nó có mọc lại một chút, Na đang muốn làm lắm mà nó mắc cỡ mọi người, tại vì là nhân viên của Na biết mặt của Na rồi, nhân viên của Na làm biết mặt của Na rồi, cho nên là làm thì nó cũng đó. Thì bây giờ hả, cái ông chồng của Na ổng đang học, ổng nói là để ông làm cho, mà Na chưa có dám để cho ông làm, tại Na sợ là ông làm cái ổng kiểu như không có rành á, cái ông làm mà năng lượng cao quá thì mình bị bỏng làm sao. Rồi là hả, hai vợ chồng mà vô đóng cửa mà làm xịt lông thì Na rất mắc cỡ luôn á, tại vì nhân viên của mình chắc nó cười cho mình thúi đầu luôn quá. À, liệu trình xịt lông hết bao nhiêu chị, hết bao nhiêu tiền á hả em? 500 mấy một lần á, mà bên chị luôn luôn có chương trình là mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 3 á mọi người đó. Cho nên là thật ra nó cũng không rất dễ thương. Đúng rồi, thì đó thì là bây giờ là Na bây giờ, nhưng mà bây giờ Na quyết tâm Na làm rồi đó mọi người. Tại vì là Na muốn, hồi xưa là Na làm chị lông bikini thì Na có chừa lại một chút, nhưng mà bây giờ là Na không có muốn chừa nữa, Na muốn làm sạch luôn á để cho nó thoải mái. Mà ngày xưa mọi người biết không, Na đi tắm biển á, lúc mà Na chưa có làm chị lông á, thì là Na tắm biển là Na mặc quần bikini á, là đôi khi cái lông nó hơi bị chìa ra ngoài một chút, mình rất mắc cỡ. Kiểu như là mình đã cố gắng gom nó vô rồi, mà xong rồi là lâu lâu mình đi, mình di chuyển cái xong có mấy cọng nó kia chìa ra ngoài, mình rất mắc cỡ luôn, mình cảm thấy rất là thiếu tự tin á. Nhưng mà từ ngày mà Na xịt lông bikini xong, Na mặc bikini đi biển là nó rất là tự tin luôn á. Tại mình Na biết là nó không có bị kiểu như là vô tình mà nó lọt ra ngoài nữa đó mọi người. Thì là cái đó là một cái mà Na rất là happy á, là mình làm á. Cho nên là bây giờ là Na sẽ xịt trụ lũi luôn. Lần này là Na quyết tâm là Na sẽ xịt trụ lũi luôn mọi người. Viên uống bộ mắt trẻ em có uống được không? Gom nó vô. Đang đi mà tự nhiên, ví dụ đang đi đông người cái mình gom vô nó kỳ lắm. Mình cứ không biết phải làm sao, có mấy lần nó bị accident rồi đó. Cho nên là bây giờ là kiểu như bây giờ thoải mái rồi, bây giờ không có sợ rồi. Ngày xưa mà mỗi lần mà Na cột tóc á, ví dụ như Na đang ngồi livestream với mọi người vậy ha, cái Na cột tóc vậy nè, thì lâu lâu mà kiểu như mình quên, mình chưa có nhổ lông nách á, mình rất là kiểu mắc cỡ với cái việc đó, mình không biết là mình có dám cột tóc lên hay không. Hoặc là ngày xưa mà mỗi lần mà Na nhổ lông nách, trời ơi, mất trẹo cả cái cổ luôn á. Còn bây giờ là lâu lắm rồi Na không có phải là quan tâm tới cái việc đó nữa, thì tại vì mình đã triệt sạch sẽ cái vùng nách rồi, mình triệt hết các nơi. Đang ăn cơm mà nghe chị kể chuyện cường như điên. Nói thiệt là sao bên chị giao hàng lâu quá, em đặt retinol từ trước lễ. Ủa vậy hả, em inbox cho chị số điện thoại thì check đi, có thể là nó bị lạc ở đâu đó đó em, chứ bình thường giao hàng cũng nhanh á. Bầu xài si của Skin Circle được nha. Ông Thiếu lại triệt cái khác đó chị ơi, trời đất ơi, thật thiệt đang nghĩ cái vụ đó làm sao làm. À, muốn đi xịt lông vào tận miền Nam ư Na, chi nhánh Hà Nội. Ok, để Na thật sự là Na cân nhắc cái vụ Hà Nội là mấy năm nay rồi mà cũng chưa có dám làm, và nó cũng rồi đợt trước Na còn đi ra Hà Nội Na tìm mặt bằng luôn rồi á, xong rồi chuẩn bị thuê cái chỗ kia luôn rồi, xong rồi mình lại cuối cùng lại chưa có làm đó. Thôi bây giờ chia sẻ với mọi người như vậy là với lại á, Na có làm laser nữa đó mọi người. Thì là Na làm laser là tới bây giờ là mấy năm rồi ta, chắc 8 năm. Trước khi là Na mở clinic của mình là Na đã đi làm laser để mà trẻ hóa da rồi. Tại vì laser là nó có một cái bước sóng để làm trẻ hóa da, và nó điều trị sắc tố, và nó đồng thời là làm trẻ hóa da. Cho nên là hồi xưa là cứ mỗi 2 tuần là Na đi bắn laser một lần. Cái bước laser mà không xâm lấn đó, nó không có làm ảnh hưởng tới bề mặt da. Thì bây giờ Na vẫn duy trì như vậy, là cố gắng. Bây giờ thì không làm được 2 tuần, tại vì Na cũng di chuyển liên tục, Na bay liên tục đó. Cho nên là Na không có làm được mỗi 2 tuần, nhưng mà Na đang rất là cố gắng để mà làm laser định kỳ á. Hay là một tháng chị Na cho đội ngũ bác sĩ ra Hà Nội làm một lần để chị em đặt hàng. Chị có làm thử cái việc đó mà chả ai đặt luôn đó em.
chị không biết tại sao, chị không biết, chị nghĩ là có thể chị không hiểu được thị trường Hà Nội á. Ví dụ người Nam á là mình mở ra cái người ta đến rất là dễ dàng, còn Hà Nội có thể là người ta phải cân nhắc kỹ hơn á. Rồi là có nhiều người hỏi giống vậy nè, xong rồi đến khi cái nào lên thì rất là ít người đăng ký, nó không có đủ để mà mình đưa đội ngũ bác sĩ ra luôn đó, tại vì nó tốn tiền đó mọi người. Đó, làm bottom bikini bằng bằng cờ S cờ H là gì ta? Cờ S cờ H là có nghĩa là gì ta? Chị ơi, viên uống bẻo bổ mắt trẻ con không xài được các em. Cái viên V5 này phải không? Phải trên 18 tuổi mới xài được nha. Trẻ em dưới 18 tuổi là không nên xài á. Có sản phẩm collagen cô đặc hồng à? Dạ có collagen hồng mà ta. Làm bớt thâm à bằng cách nào? À dạ, Na nói thật luôn nha mọi người, là bikini á là nó có, ví dụ như mình chịt lông nó cũng sẽ làm sáng hơn, tại vì cái ánh sáng IPL á nó cũng sẽ làm sáng lên nha. Nhưng mà cái chỗ đó là một phần nó thâm, một phần lớn nó thâm là do nội tiết tố, và ví dụ như cái phùng bẹn của mình là kiểu như do ma sát nữa đó. Cho nên là thật sự không có một cái phương pháp nào mà giải quyết hết cái thâm triệt để cái chỗ đó. Nên nói thật, nó có thể giảm được khoảng 20-30% là mình mừng lắm rồi á. Nhưng mà giải quyết thâm, cho nên những chị nào mà thâm rất đậm á, là không có kiểu như làm xong nó vẫn thâm, nó có thể sáng hơn một chút xíu nhưng mà nó vẫn thâm á, thì có những cái thuốc nó bôi thoa, rồi là có cái ánh sáng IPL làm. Thì ngày xưa là Tim Na có làm cái liệu trình đó cho cũng nhiều khách rồi, và Na thấy là như vậy là kiểu như giảm 30%, ai mà kiểu như xuất sắc lắm là giảm được 50%, chứ không có ai mà hết thâm được luôn á. Cho nên là sau đó Na cũng kiểu không, tại vì người ta không có hiểu việc đó, Tim Na có giải thích mà người ta kiểu không hiểu việc đó, người ta cứ nghĩ là làm xong là nó sẽ sáng như những vùng da khác, thì nó không có được như vậy. Cho nên là sau này Na cũng nói nhân viên thôi hạn chế bán cái liệu trình đó, tại vì là làm xong cái người ta lại không được như là người ta suy nghĩ á, cái người ta lại complain mình á, thì là nó cũng mất uy tín á. Cho nên là sau này nó cũng hạn chế làm đó, nhưng mà thật sự là nó giảm được 30% là mình cũng mừng lắm rồi đó. 33 tuổi uống collagen loại nào? Em Huyền ơi, em uống cái collagen yến đi. Chị Na có mở chi nhánh Bình Dương không? Gần quá, chị đang có ở Sài Gòn rồi, chị không tính làm. Laser da mặt mục đích làm gì, và làm liên tục có mỏi mỏi da không và mỏng da không? Dạ câu trả lời là tùy loại laser chị. Laser thì có rất nhiều loại laser, ví dụ cái loại laser mà xâm lấn mà chị làm xong là nó đóng mày trên da thì mình không nên làm thường xuyên, tại vì cái đó nó thật sự là làm mỏng da. Mình chỉ có được làm kiểu 1 năm 2-3 lần kiểu như vậy thôi, chứ bình thường là Na cũng không làm. Và da như Na là bác sĩ cũng chịu làm luôn á, tại da đang ổn lắm rồi, không cần làm. Chỉ có khi nào kiểu da xấu cần tái tạo da thì làm cái đó. Còn đối với bánh laser mà không xâm lấn á, mà trẻ hóa da thì mình có thể làm 2 tuần 1 lần, không ảnh hưởng gì, không gây mỏng da, thậm chí là còn đẹp da cho mình, tại nó có cái bước sóng để mà làm trẻ hóa da và đồng thời là làm sáng và đều màu da, thì cái đó không ảnh hưởng gì cả chị đó. Thì ở trên thị trường có rất nhiều loại laser, mình sẽ phải coi là cái laser đó là laser gì. Chứ không phải là laser nào cũng giống nhau cả nha mọi người. Và cái máy sử dụng là gì, và laser là bắn là phải là bác sĩ nha, chứ không thể là một nhân viên nào đó bắn được. Nhiều nơi nó thấy là cho nhân viên bắn thì cái đó là không được nha mọi người. Nó phải là bác sĩ, và không phải cái máy nào cũng giống nhau nha. Có những cái máy laser ở trên thị trường có 200-300 triệu, và nó không thể giống được với mấy máy laser mấy tỷ được. Có loại uống trắng da nào ok là Vindina đó em. Vindina của tập đoàn Roto mình uống rất là uy tín luôn, mình sẽ không có lo lắng mà nó sẽ có một cái tác dụng phụ gì cho mình á. Thì đó, loại tím không có yến em, nó có thảo dược á, cái đó cũng tốt á. Gọi là laser trẻ hóa da ha chị Na, đúng rồi, làm laser trẻ hóa da thường người ta sẽ dùng cái bước sóng 1064, nhưng mà nói chung là nó có những cái điều chỉnh để làm trẻ hóa da, thì bác sĩ sẽ đi các cái bước sóng khác nhau cho mình á. Nám bánh laser có bớt không Na? Dạ hiện tại cái điều trị nám là bánh laser là hiệu quả nhất rồi đó chị. Hiệu quả mình nên, khi mà điều trị nám là mình nên kết hợp với laser, và mình nên
bôi thoa luôn, kết hợp với laser và bôi thoa thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà đối với chị nám hiện tại là em thấy là laser là hiệu quả nhất rồi đó. Nhưng mà nó cũng nói luôn là không có một nơi nào có thể cam kết với mình là chị nám chắc chắn sẽ hết đó. Tại vì nám nó rất là phức tạp luôn. Nếu mà ai mà cam kết với mình là điều trị nám mà hết 100% là xạo chắc luôn á, không thể cam kết được cái việc đó. Tại vì là về vấn đề sắc tế có thể là mình có thể cam kết là ok nó sẽ giảm được khoảng 50-70%. Thì hầu như là tất cả những cái khách hàng mà tới với Na là Na thấy là khoảng 95% là cải thiện từ 50-70%, có những người 50 tới không, có người cải thiện tới 90%. Nhưng mà để mà hết sạch 100% á là ít lắm luôn á, tại vì trên da của mình là luôn luôn sẽ có kiểu nám mờ mờ. Còn có một số khách hàng là thật sự là nó không có đáp ứng á mọi người. Làm xong nó không có giảm được nhiều, nó giảm được 10-20%, nó không giảm được nhiều. Laser trẻ hóa da đi liệu trình bao nhiêu lần? Thường là dạ, bên em có gói ưu đãi là mua 10 được tặng 3, mua 5 tặng 1. Thì laser trẻ hóa da là liệu trình là cứ 2 lần mình đi một lần. Mà thật sự luôn, anh nói luôn là nếu như mọi người có điều kiện để đi laser thì nó đẹp hơn là làm facial rất nhiều luôn á. Nó hiệu quả hơn làm facial rất nhiều luôn á. Thì đó là lý do vì sao mà 8 năm nay là Na đi laser mọi người, là để trẻ hóa da của mình á. Nhiều người cứ hỏi Na là ok bây giờ đã đi laser rồi, đã tiêm meso rồi, tại sao phải dưỡng da? Trời ơi mọi người ơi, mình cũng phải duy trì chứ, đâu có phải là hả mình làm một lần xong mình đẹp hoài, mình cứ muốn duy trì để cho nó đẹp hoài chứ. Bánh carbon có tác dụng gì không em? Dạ cái đó thì thường thường bánh để mà thu nhỏ lỗ chân lông, làm sạch sâu lỗ chân lông. Dạ cái tác dụng đó là chính đó chị. Xin giá dịch vụ các loại laser. Dạ để em báo nhân viên em gửi cái bảng giá cho chị nha. Tại cái link của DU là trong đó có tất cả những cái bảng giá. Bên em không có cần phải inbox để báo giá, mà sẽ có một cái bảng có giá đầy đủ hẳn luôn cho mình á. Gửi bảng giá mua 10 lần tặng 3 lần giúp mình. Dạ để em nói nhân viên em post cái link lên để cho các chị có thể đăng ký nha. Đang dùng BHA dùng serum vitamin C được không? Được em nha, nhưng mà thường thường BHA sẽ xài ban đêm, còn C là mình dùng ban ngày á em. Rãnh cười hơi sâu thì mình có thể tiêm filler để làm đầy lên đó. Tiêm meso thì tiêm mấy lần? Thường thường là người ta khuyên là khoảng 3, một liệu trình đó là mình tiêm 2 lần trong vòng 2-3 tháng, xong rồi mình sẽ giữ được khoảng 6 tháng rồi là mình sẽ tiêm lại á. Ngày xưa là người ta nói gì đó, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp, còn ngày nay là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không có tiền, chắc vậy quá. Tại vì thật sự là có rất là nhiều phương pháp ở ngoài kia có thể cải thiện cái làn da của mình rất là ngoạn mục đó mọi người. Bé chỉ có phương pháp nào làm da căng bóng không? Có, mình có thể, nếu mà da đang sạm chẳng hạn thì là mình có thể bắn fractional để làm da, để tái tạo da trước, xong rồi mình có thể tiêm meso khác lắm. Tiêm filler có cần phải duy trì không? Nghe nói hết tiêm filler nó giãn hơn. Bây giờ để chị trả lời luôn, tiêm filler đương nhiên là cần phải duy trì rồi, tại vì là nó sẽ tan ra chứ nó không có ở mãi trong da của mình. Nếu mà nó ở mãi đó thì rất là ghê. Thì cái filler là cái HA, người ta dùng một cái chất giống như HA tự nhiên trong cơ thể của mình á. Thì cái filler mà để mà giữ cái làm tạo hình á, là cái filler đó là filler có liên kết chéo, cho nên là nó sẽ cứng hơn. Thì tiêm vào nó sẽ giữ được cái shape, cái hình dáng á. Thì từ từ nó cũng sẽ tan ra, khoảng 1-2 năm là nó sẽ tan ra, xong rồi mình sẽ phải tiêm lại. Thường thường những người mà làm xong rồi nó tan ra thì mình thấy mình xấu đi hơn. Thì thứ nhất là tại vì là mình đã quen nhìn mình đẹp rồi, tự nhiên cái mình xấu đi, cái mình thấy mình xấu. Thứ hai là 2 năm sau thì đương nhiên mình lão hóa hơn bây giờ rồi, cho nên là mình sẽ theo một cái quá trình lão hóa tự nhiên là mình sẽ phải xấu hơn 2 năm trước, đúng không mọi người? Thì đó, và
Còn đối với tim meso là cũng là HA mọi người, nhưng mà HA đó là HA không có liên kết, cho nên là tim vô là nó tan vô trong da và nó cung cấp độ ẩm cho da liền đó. Tham khảo giá filler, chị không nhớ hết các giá, Trang để chị báo nhân viên chị gửi cho em cái link em vào em sẽ xem hết được tất cả các loại giá luôn nha. Viên uống Dina mình uống liều tăng cường 4 viên ngày trong bao lâu trước khi chuyển qua? Khi mà em đạt được cái hiệu quả mà em mong muốn rồi em có thể chuyển qua. Da bị sẹo rỗ chân sâu mụn ẩn không đều màu thì nên làm những liệu trình nào? Nếu mà sẹo rỗ thì hiện tại cái phương pháp hiệu quả nhất đối với Na là bánh laser fractional á. Na thấy là gần như, không phải gần như mà 100% là cái hiệu quả. 100% là hiệu quả, còn đầy lên tới mức nào thì là do mình làm bao nhiêu lần á. Ví dụ mình làm được một lần đầu thôi là Na đã thấy là hiệu quả rồi mọi người. 2-3 lần là rất là hiệu quả luôn, nó đầy lên ngoạn mục lắm rồi. Cho nên là nếu mà mọi người muốn thử, nếu mà những bạn nào mà bị sẹo rỗ, mọi người bắn thử laser fractional đi, nó rất hiệu quả và bác sĩ còn phải tách bóc đáy sẹo cho mình nữa. Ngực bị mụn xong giờ bị sẹo lồi thì làm sao? Có một cái loại tiêm á, mình có thể tiêm để mà làm sẹp cái sẹo lồi ấy em. Nhưng mà có tùy cơ địa, có những cơ địa thì một thời gian sau nó có thể lồi lên lại á, thì lúc đó mình phải tiêm tiếp thôi. Nhưng mà bình thường thì cũng nhiều người không có lên lại. Ngực căng chỉ đúng rồi Trang ơi. Mắt thâm loại nào tốt vậy Na? Thật sự là nếu mà mắt thâm do di truyền giống như em nè, không có một loại nào mà thoa mà kiểu như nó hết thâm đó chị. Nó có thể giảm một chút, như kem mắt vàng của AC hoặc là kem mắt của Excelader nó có thể là đã giảm một chút này, tại vì nó có caffeine đó. Nhưng mà để mà hết cái mắt thâm do di truyền nó không hết được á. Mắt của em là nó đỡ hơn ngày xưa biết bao nhiêu, là do em tiêm filler, tại vì vừa trũng vừa thâm á, thì khi mà mình thoa concealer lên cũng không hết thâm. Còn bây giờ nó đã tiêm đầy lên thì mình thoa concealer lên thì mọi người sẽ không thấy trũng nữa. Chừng nào mà da bị sập sệ thì mình làm được các em Trang? Bên chị là phòng khám á, Việt Bi, phòng khám thì mới tiêm được chứ spa là không có tiêm được. Bên chị là phòng khám chuyên khoa da liễu thì hiện tại đang có 6 bác sĩ làm và có những cái liệu trình tiêm chích đó mọi người. Và bên đây là làm đúng theo cái yêu cầu của sở y tế hết, không có làm chui nha. Da bầu bị mụn li ti, da bầu thì chắc là chỉ có xài được của Vichy á, cái dòng màu xanh á, em thử xem nha. Hoặc là Mario Badesky, nhưng mà Mario Badesky ở Việt Nam chưa có sản phẩm đó, chưa có chính hãng. Chị Na tư vấn về collagen thì collagen mà chị đang dùng là của Blossomy nè. Chị uống cái này là khoảng 5 năm rồi á. Ngày xưa chị uống cái màu hồng của họ, bây giờ chuyển qua cái màu trắng này. Uống vào để mà làm chậm cái quá trình lão hóa của cơ thể, tại vì da của mình là cứ mỗi năm là nó sẽ hụt khoảng 1,5% collagen ở trong cơ thể đó. Thôi bây giờ Na sẽ tắt cái livestream nha, Na chưa có đi ăn trưa, anh Hiếu đang đợi Na, cho nên là Na sẽ tám với mọi người sau nha. Bữa sau Na sẽ lên, Na sẽ livestream nha. Bye bye mọi người, Na để cái link ưu đãi của Blossomy ở dưới comment nha, để cho mọi người vào xem nha. Bye bye.